Thịnh Phát chào quý vị các bạn. Thịnh Phát xin giới thiệu mọi người mẫu mảnh trúc Thịnh Phát đang sản xuất. Mảnh này là mảnh tăm. Mảnh tăm tre quý vị các bạn nhé. Mảnh tăm tre chúng ta có thể trang trí trần nhà hoặc là trang trí cửa sổ. Này thì nó sẽ có khổ là ngang 1m2 và dài là 20m. Chúng ta có thể trang trí rất là đẹp. Đây là khổ 60. Khổ 60 phân. Nhỏ. Đây là mảnh trúc xanh ấy. Thợ Thịnh Phát đang sản xuất, đang làm một bộ rèm hoàn thiện. Như này là một bộ hoàn thiện mảnh trúc quý vị các bạn. Đây thì là mảnh tăm màu đỏ. Cái này Thịnh Phát đang chuẩn bị ship cho khách. Đây là rơi vào là 10 cuộn. Mỗi cuộn của nó là rơi vào là 60cm, dài 20m. Và ra thì Thịnh Phát còn rất là nhiều cái mảnh tre ngoài trời. Đây là một chút điều. Chút điều quý vị các bạn này, nâu gụ. Quý vị các bạn mà có nhu cầu làm mảnh trúc này thì liên hệ hotline số điện thoại 0908 2279.